Tiểu sử ca sĩ Bolero Quang Lập. Quang Lập được biết đến qua chương trình chuyên phát trên YouTube mang tên Giọng Ca Để Đời, hội tụ nhiều người yêu dòng nhạc vàng có thể thực hiện niềm đam mê ca hát của chính mình. Tên thật là Diệp Văn Lập, khi biểu diễn anh lấy nghệ danh là Quang Lập Bolero. Cuộc đời và sự nghiệp của anh trải qua nhiều sóng gió mới có được thành công như ngày hôm nay. Quang Lập sinh ngày 19 tháng 6 năm 1973 tại một vùng quê nghèo sông nước An Giang, nước Việt Nam. Cuộc sống lúc nhỏ của anh gắn với bao bộn bề khó khăn. Anh mang trong người dòng máu lai Mỹ. Sống cùng mẹ bươn trải qua nhiều việc, nhiều nghề để mưu sinh kiếm sống. Với niềm đam mê ca hát từ nhỏ, nhưng cuộc sống vất vả mưu sinh, anh đành tạm gác lại ước mơ trở thành ca sĩ của mình. Vào năm Quang Lập hơn 14 tuổi, Quốc hội Hoa Kỳ có chính sách mở đường cho gần 30.000 con lai Mỹ trở về nhà. Vì vậy anh đã đăng ký ra đi với mong muốn sẽ có một cuộc sống tốt hơn và gửi tiền về để phụ giúp mẹ. Cuộc sống xa quê hương nơi đất khách quê người, không người thân thích quen thuộc. Anh cũng như bao số phận con lai Việt Mỹ khác đều có cuộc sống không quá đủ đầy, chịu không ít các khó khăn, vất vả. Sau khoảng hơn 20 năm sống ở Mỹ, Quang Lập trở về Việt Nam. Bắt đầu sự nghiệp bằng việc kinh doanh, quản lý một xưởng sản xuất đồ nhựa. Tuy nhiên, ước mơ, niềm đam mê ca hát từ nhỏ trong anh vẫn luôn bùng cháy. Với chất giọng miền Tây ngọt ngào, sâu lắng, anh đã theo đuổi đam mê với dòng nhạc vàng từ rất lâu. Tuy nhiên dòng nhạc này lúc bấy giờ không sốt như hiện nay, nên giọng ca Quang Lập Bolero vẫn chưa được nhiều khán giả chú ý đến. Mãi đến năm 2015, sự bùng cháy của dòng nhạc vàng với nhiều bản hit qua nhiều giọng ca trữ tình xuất hiện ở trong nước. Có nhiều chương trình, cuộc thi tìm kiếm các tài năng giọng hát Bolero lên sóng liên tục trên truyền hình. Lúc này Quang Lập cùng với Tài Nguyễn đã có thêm động lực và quyết tâm thành lập trung tâm giọng ca để đời. Với hy vọng có thể mở ra một cánh cửa, một ngôi nhà hội tụ những tài năng, những con người đam mê theo đuổi dòng nhạc vàng. Ban đầu thành lập giọng ca để đời đã gặp phải nhiều khó khăn. Không có được một phòng thu riêng. Sau một thời gian ổn định hơn, trung tâm mới có một không gian nhỏ để ghi hình ở đường Tôn Thất Tùng, quận 1. Trung tâm hoạt động với sự tham gia của chỉ một vài khách mời là người thân quen. Khi xem các chương trình thu hình đăng trên YouTube, nhiều người sẽ nghĩ đó là quán cà phê hay phòng trà. Tuy nhiên, trung tâm không hoạt động kinh doanh, mà đây chỉ là nơi mà mọi người có thể đến để hát, cũng như để thỏa mãn niềm đam mê với dòng nhạc vàng. Hơn nữa, Quang Lập còn mong muốn nơi đây có thể trở thành bệ phóng giúp cho các ca sĩ chưa tạo được danh tiếng có thể thu hút được sự chú ý của khán giả nhiều hơn. Nghề chính của Quang Lập cũng là kinh doanh dụng cụ lau nhà. Quang Lập cho biết không kinh doanh phòng trà, cà phê nên không gian ngay tại đây những lúc ghi hình chỉ là bạn bè. Mọi thứ hoàn toàn miễn phí. Ở giọng ca để đời của Quang Lập, các nghệ sĩ gắn bó như thành viên trong một gia đình, không có sự cạnh tranh như biểu diễn show bên ngoài. Tiếng hát của Quang Lập được gây ấn tượng trong lòng khán giả khi anh thể hiện các ca khúc nhạc vàng với tình cảm chân thành được thể hiện qua từng câu hát. Một điều bất ngờ là Quang Lập chưa từng trải qua các lớp luyện thanh hay khóa học đào tạo ca sĩ nào cả. Có thể nói niềm đam mê âm nhạc cũng như ước mơ từ thuở nhỏ đã thôi thúc anh không ngừng cố gắng để tạo dựng được tên tuổi như hiện tại. Những bài nhạc của Quang Lập phát trên YouTube nhiều năm qua đã sở hữu hàng trăm triệu lượt xem cho mỗi bài hát. Đó là con số mà bất kỳ ca sĩ hạng A nào cũng thèm muốn. Nhưng không phải ai cũng có thể đạt được. Một số ca khúc Bolero do Quang Lập thể hiện và được khán giả yêu mến có thể kể đến như Đáp Mộ Cuộc Tình, Thói Đời, Trắng Tay, Lời Hứa Gió Bay, Vì Sao, vân vân.